hoảng hốt khi đi Highlands, nhà hát lớn, đồng giá 99.000, mọi thứ về thương hiệu đều bí ẩn. Cụ thể, khi tới địa điểm mà trước đây là cà phê Highlands chi nhánh nhà hát lớn, không gian đã có chút thay đổi nhẹ nhưng vẫn giữ lại bàn ghế quen thuộc, có lẽ không phải ai cũng nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, khi để ý một chút, nhiều vị khách đã phát hiện ra hàng loạt những điều không rõ ràng về thương hiệu. Mọi logo của thương hiệu Highlands đều đã biến mất, từ logo trên những chiếc cốc, thẻ dung nhận đồ hay cả vé gửi xe. Hiện tại, nơi này đã trở thành quán cà phê không có biển hiệu và cũng không in tên ở bất kỳ đâu. Điều đáng nói, menu đồ uống cũng gần như tương đồng với menu các món của Highlands Coffee, tuy nhiên lại có mức giá là 99.000 đồng một đồ uống. Điều này khác hoàn toàn với thương hiệu Highlands, bởi mọi chi nhánh của Highlands đều không có chương trình đồng giá này. Đặc biệt, khi nhận hóa đơn về còn thấy có cả mục in vé xem biểu diễn âm nhạc. Đây là một vấn đề rất khó hiểu, bởi khách không được mời xem ca nhạc, nhân viên cũng không nói gì về vấn đề này, và thực tế cũng không có chương trình âm nhạc đang diễn ra tại thời điểm đó. Tổng giá trị hóa đơn chỉ bằng đúng mức giá đồ uống mà khách gọi, nên điều này càng khiến vị khách cảm thấy khó hiểu. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!